Kính thưa quý khán thính giả của đài VNTV San Diego, một lần nữa chúng tôi xin chào mừng quý khán thính giả trở lại với chương trình Sức khỏe và đời sống cùng chúng tôi ngày hôm nay. Hôm nay chúng tôi có hai vị bác sĩ rất là ưu ái trong cộng đồng Việt Nam của chúng ta tại San Diego. Thứ nhất đó là bác sĩ Nguyễn Thượng Trí, chuyên khoa về bệnh tim mạch, đã hành nghề ở San Diego trong vòng hơn 20 năm qua. Và một lần nữa chúng tôi xin chào mừng bác sĩ Lưu Quốc Bảo. Bác sĩ Lưu Quốc Bảo chuyên khoa về bệnh phổi và critical care medicine. Bác sĩ Bảo cũng đã hành nghề ở San Diego trong nhiều năm qua. Ngày hôm nay chúng ta sẽ trở lại với một đề tài rất là quan trọng trong cộng đồng của người Việt chúng ta, đó là chúng ta nói về bệnh stroke. Stroke mình có thể hiểu tiếng Việt là như thế nào anh ạ? Dạ, stroke thì nó có nhiều loại, nhưng mà chuyển qua tiếng Việt thì người ta thường dịch xài người ta dịch cái chữ của tiếng Anh là cerebral vascular accident, có nghĩa là tai biến mạch máu não. Vâng. Nhưng mà gần đây thì những bác sĩ trong ngành y khoa Mỹ người ta bắt đầu xài nhiều chữ stroke hơn là chữ CVA, cerebral vascular accident, để người ta muốn nhắc đến cái khẩn cấp của một cái bệnh khi mà mình bị mạch máu não nó bị nghẽn. Vâng, theo tôi nghĩ là hình như là hiện tại thì cộng đồng người Việt chúng ta cũng quen với cái từ ngữ stroke nhiều hơn. Yeah. Theo tôi nghĩ như vậy. Còn nếu mình dịch nghĩa ra thì tôi thấy là trong một số bài báo thì người ta dùng chữ đột quỵ não, hoặc là người ta dùng là tai biến mạch máu não. Yeah. Theo tôi nghĩ thì từ cộng đồng Việt Nam chúng ta, người ta nói từ chữ stroke, người ta cũng gần hiểu giống như là cái tiếng iPhone, nó trở thành thông dụng rồi, đúng không thưa anh? Đúng. Thế thì bây giờ có bao nhiêu loại stroke thưa anh Bảo? Dạ, thì stroke thì có nhiều loại. Cái mà mình gặp nhiều nhất là khi mà cái động mạch của não đó nó bị nghẽn. Thì thường nó bị nghẽn là tại vì có một cái clot là mình tiếng Việt là dịch hạ là cục máu đông, cục máu đông ở thường hoặc là ở tim, hoặc là trên những cái động mạch lớn hơn. Yeah. Nó bị đưa lên, máu nó đưa lên và nó nghẽn cái động mạch của một phần nào ở trong não đó. Cái phần đó là cái bệnh đó thì triệu chứng đó, cái bệnh đó thì là nhiều nhất. Và ngoài ra cũng nhiều khi người ta bị vỡ mạch máu não, là bị chảy máu xuất huyết trong não, là cũng là một cái có bị stroke nữa. Thế bác sĩ Trí, anh có góp ý thế nào về cái phân loại của stroke không anh? Dạ đúng, cái bác sĩ Bảo mới nói thì đúng. Mình có thể nghĩ tới cái não như là một cái bộ phận chính để mà nó điều khiển tất cả những cái hoạt động của con người, suy nghĩ, về ngôn ngữ, về cử động. Thì cái não mình nó cần những mạch máu để nuôi não. Thì mình cứ nghĩ đơn giản nhất á, nếu mà cái mạch máu nó bị tắc nghẽn á, thì cái não sẽ bị tổn thương. Yeah. Thì đó là thứ nhất. Thì cái đó là cái loại thứ nhất là bị nghẽn mạch máu. Cái loại thứ nhì là nếu mạch máu bị vỡ, thì là tức là chảy máu trong não. Yeah. Đó, thì là đúng ra nó có hai loại nữa là chảy máu trong não và hay là trong sọ, nhưng mà nó là trong não và có thể là trong sọ nhưng mà ngoài màng não. Yeah. Đó là một loại khác nữa. Yeah. Thì cái cách nó xảy ra thì hơi khác nhau, nhưng mà cho vấn đề chúng ta cần biết á, thì cái quan trọng là làm sao để mà giảm được những cái khả năng bị, và nếu mà mình bị thì làm sao để mình có kết quả tốt nhất về chữa trị. Yeah. Thì hôm nay á, mình sẽ nói một chút xíu về thứ nhất là về cái mà bác sĩ Bảo mới nói là cái mà nghẽn mạch máu não á, thì cái chính á, nó có hai loại nghẽn. Thường thường khi mình nghĩ một cái mạch máu nó một cái ống vậy, cái gì làm nó nghẽn đi, thì thường như bác sĩ mới nói á, là có một cái cục máu đông. Thì cục máu đông á, thì nó có cái xuất xứ thường thường á, nó từ tim trở lên. Thì cái tim á, nó thường thường là có hai loại. Một á là bị rung nhĩ, tức là cái cơ tim nó đập không đều, tức là nó là rung tâm nhĩ, tức là nó rung nhĩ là, đó đúng rồi, tức là atrial fibrillation. Atrial fibrillation. Yeah. Right. Mình cứ nghĩ như vậy, cái tim á, nó cái nhĩ á, là nó phải co bóp thì máu nó ra vô ra vô. Right. Còn nếu nó rung á, tức là máu nó có thể động lại, đúng không? Tức là right, nó không có chạy ra chạy vô bình thường.
Rồi bên nhĩ trái đó, nó có một cái phần nó kêu là appendage, mình cứ nghĩ như là một cái bọc ở trong nhĩ trái đó. Cái bàn tay đó. Nó như một cái bệnh, đúng rồi. Thì trong đó thì máu nó vô trong đó, nó không có di chuyển nhiều. Thì nó có khả năng nó đông lại. Thì vì nhiên một trong những cái cục máu đông nhỏ đó, nó chạy theo máu, nó chạy xuống tâm thất trái. Nó chạy lên đầu mình thì nó sẽ gây ra cái nghẽn. Đó là thứ nhất. Thứ hai, có những cái bệnh này là cái van tim á. Thì cái van tim nó bị những cái vấn đề gì đó mà nó có thể những cái cục máu đông hay là những cái bệnh mà về về nhiễm trùng. Nó có thể cũng những cái cục đó cũng sẽ trôi lên làm nghẽn. Rồi thứ bây giờ cái loại thứ khác nữa, nó thí dụ nó không bị tim á, không từ tim lên á, thì nó có thể là trong những mạch máu của mình. Thí dụ chỉ có những cái bệnh mạch máu á, thì khi mạch máu nó bị nghẽn lại á, thì máu có thể đông từ một chỗ này rồi nó chảy qua một chỗ khác. Đó thì nó cũng có thể gây ra, nhưng mà nó khác hơn ở chỗ là cái loại stroke thứ nhất á, thì thường thường là cái tổn thương nó lớn hơn. Còn cái loại stroke thứ nhì mà cái là vascular thì cái tổn thương nó thường nhỏ hơn. Còn cái loại mà thứ kế tới là cái loại mà chảy máu á, là cái loại mà nguy hiểm nhất. Tại vì cái tử vong rất cao. Mà đặc biệt á là đối với người Á Đông á, cái mà kêu là hemorrhagic stroke á, tức là chảy máu não, nó rất là cao. Có thể là vì cao huyết áp. Thì theo em biết á thì người Á Đông thì thường hay bị áp suất cao, tăng sông, mà mình lại tại vì những cái thói quen của mình như là mình ăn nhiều muối chẳng hạn, mình không có tập thể dục nhiều, và mình thường thường ngại đi khám bác sĩ, cho nên cái tăng sông á, trong trong y khoa Mỹ nó đặt cái tên là silent killer, nghĩa là giết người thầm lặng, là tại vì nhiều khi người ta bị tăng xong 10 năm, 20 năm mà cũng không biết là mình bị tăng xong, là tại vì mình không có đi khám, mà nhiều khi lại không có triệu chứng gì hết, cho nên khi mà tăng xong nó lên cao rồi đó, nó quá cao rồi thì nó phát ra những cái chuyện khác như là bị stroke, bị quỵ não. Thì lúc đó thì quá trễ rồi. Em muốn mình làm cái chương trình này để mình bàn những cái chuyện đó, nhưng mà em muốn hỏi anh Chí là làm sao bà con coi chương trình này người ta biết được là khi nào người ta bị stroke, cái triệu chứng như thế nào? Cái stroke á, đó, cái triệu chứng của stroke á, là vì cái tổn thương của não. Cái não mình á, nó chia ra thành nhiều phần, nhưng mà cứ nghĩ như vậy đi. Có những cái phần trong não nó điều khiển tay, chân, não bên phải điều khiển bên trái thì điều khiển bên phải. Có những phần não nó điều khiển mắt nhìn, ngôn ngữ, cảm giác, xúc giác. Thì như vậy á, khi mà mình bị cái gì đó bất chợt, thí dụ mình từ trên xuống dưới đi, tự nhiên mắt nhìn không rõ, tự nhiên lưỡi liếu lại nói không ra được, hay là một loại stroke khác là nói lung tung mà không có nghĩa gì hết, hay là tự nhiên mặt nó méo xuống. Mình có những bệnh nhân đi làm mà không biết là mặt méo, đồng nghiệp chỉ mặt méo, có gì bất thường không, gọi 911, thế ra là bị stroke. Hay là tự nhiên thấy một tay một chân không cử động được, hay bị tê, nhớ là không phải đau, tại vì đau không phải là triệu chứng stroke, nó là tê và yếu. Hay là tự nhiên thấy con người đi không được, lạng quạng. Nó có những loại stroke mà Bảo mới nói hồi nãy á, là cái loại stroke mà chảy máu đó. Cái triệu chứng thường thường là cơn nhức đầu khủng khiếp. Chưa bao giờ bị nhức đầu như vậy. Mỹ nó kêu là thunderclap đó. Nhưng mà mình nhức đầu, rất nhức đầu. Nhưng mình thấy cái triệu chứng cùng với nhức đầu đó đó là có thể là mình buồn nôn. Nhớ nha, nhất là những người mà đang uống thuốc lọc máu đó. Khi nào mà bị nhức đầu thật nặng, mà bị buồn nôn, muốn ói, mắt không nhìn rõ. Có người thì tự nhiên không có biết là chuyện xảy ra. Thật ra gia đình cũng nên để ý cái này. Tại vì nếu người thân mình mà tự nhiên thấy cái gì đó không mù mờ mà nói trả lời không đúng á, bất bình thường, là có phải nghĩ đó là stroke. Thật ra tại vì cái người bệnh nhân lúc đó không biết để mà lại gọi 911. Thật ra cái triệu chứng này biết là cái người bệnh nhân cần biết, mà cái người nhà cũng nên biết. Tại vì sao? Stroke mà tìm ra sớm chừng nào á, mà đi bệnh viện sớm chừng ấy á, là cái khả năng mình được được sống còn và bớt những bị cái loại deficit á, nó rất cao. Em muốn theo ý của anh Chí á, là cái thứ nhất là mình phải nhìn, mình biết rõ được là cái triệu chứng của stroke như thế nào. Mình khi mình biết được là có thể là mình bị stroke đi, không cần là phải chắc chắn, thì mình phải làm những cái gì? Thì theo tôi nghĩ là
anh Trí và anh Bảo, nghĩa là cái quan trọng là cái thời gian rất là quan trọng. Dạ, đúng. Nếu mà mình đến được bệnh viện trong vòng dưới 60 phút thì dạ, nó điều đó có nghĩa là không có nên gọi bác sĩ, mình nói là đúng, kể cả bác sĩ Trí, dạ, nhưng mà gọi 911. Dạ đúng. Có khi mình không gọi là 911, mình không nói, tức là gọi ngay 911, tại vì chính khi mình chở người bệnh nhân đi nhà thương cũng vậy, dạ, mình có thể bị rối loạn đúng, dạ, không? Dạ. Thì có khi là chính những người cấp cứu họ tới, họ đã bắt đầu, dạ, có những cái gọi là cái measurement, tức là họ đã dùng những cái phương cách để mà dạ, giảm nhẹ cái thiệt, dạ, hại của stroke và đưa tới bệnh viện. Với ngay. Lại cái quan trọng nữa anh Minh là khi mà mình gọi 911 EMT người ta tới á, người ta thấy là có thể là bệnh nhân bị stroke á, người ta biết là cái trung tâm stroke ở đâu để người ta đem cái bệnh nhân đi tới đó. Ở San Diego mình á thì có những cái nó gọi là Center of Stroke, chuyên chữa trị về những cái bệnh như này. Thì nếu như mình ở Scripps á thì nó bệnh viện Scripps Memorial La Jolla, yeah, hoặc là Scripps Green Hospital ở La Jolla. Yeah. Nếu như mà mình theo Sharp á thì nó Sharp Memorial, yeah, Sharp Grossmont. Còn không nữa thì UCSD, mà cả UCSD ở Hillcrest lẫn Fulton. Còn Kaiser thì em không biết, em không có làm Kaiser, em không biết. Nhưng mà cái quan trọng là tại vì mình phải gọi 911 để cho người ta EMT nó biết là mình bị stroke, nó đem tới những cái stroke center. Tại vì hồi xưa khi mà mình bị stroke á, thì nhiều khi ý mình nghĩ là stroke thì không có cách gì mà chữa trị được hết, thì cần chỉ phải đi sớm. Nhưng mà bây giờ cái cách chữa trị stroke nó lại càng ngày nó càng phát triển, nó càng có cách chữa chữa được. Nếu như mà anh bị stroke mà trong vòng 3 tiếng đồng hồ đó, thì người ta có thể cho thuốc làm tan cái máu đông lại, nó lại, nó gọi là TPA hoặc là thrombolytics, plasminogen activator. Thì khi mà trong vòng 3 tiếng mà cho thuốc được rồi đó thì cái triệu chứng của symptoms, cái disability đó nó lại thấp hơn, là mình có thể mình phục hồi được. Còn nếu như mình là trễ hơn chút xíu nữa lên tới 4 tiếng rưỡi đó, thì vẫn còn, người ta vẫn còn cho thuốc TPA được, mà cách phục hồi lại thấp hơn, đúng, cái tỷ số phục hồi thấp hơn. Nhưng khi mà mình tới trễ quá đó, khi mà tới 6 tiếng đồng hồ rồi đó, thì lúc đó người ta có thể không có cách gì mà cho thuốc loãng máu hoặc là cho thrombolytic được. Nhưng mà người ta có cách khác nữa, là có thể người ta sẽ đặt ống vào lấy mạch máu để thông, lấy tương tự như là thông tim của bác sĩ Trí, dạ, đúng không? Nhưng mà cái cách cuối cùng thật ra là chỉ có những cái bệnh viện lớn, dạ, và dạ, có những chuyên gia thật giỏi thì mới, dạ, làm được, dạ. Và thứ hai là cái cách đó thì cái kết quả dù là về những cái nghiên cứu thì thấy là có những cái trung tâm mà những chuyên gia mà xuất sắc thì kết quả nó tốt hơn, dạ. Nhưng mà khi đem ra áp dụng ở ngoài cái là community thì kết quả lại không được như vậy, dạ. Có thể là vì cái sự chẩn đoán không đúng hay là cái procedure, cái tay nghề, dạ. Nhưng mà cái đó thì nó vẫn còn không phải là cái căn bản. Nhưng mà cái chính cho ngày hôm nay thì tôi nghĩ như vậy nè. Cái mục đích chúng tôi muốn trình bày ngày hôm nay là để giúp quý đồng bào và khán giả mình biết được cái sự nguy hiểm của bệnh stroke là thứ nhất. Thứ hai là mình biết là những cái triệu chứng như chúng tôi vừa trình bày rồi thì cho chính người bệnh nhân khi nào mình thấy một cái gì của mình mà nó bất thường, là nói không được, nhìn không được, mặt nó méo, tự nhiên tay một chân yếu đi hay là tê, sụi bại hay là đi không được, hay là có triệu chứng về là chảy máu, thí dụ là bị nhức đầu, buồn nôn, buồn mửa, hay là thì mình phải phản ứng thật nhanh. Hoặc là bệnh nhân nếu còn tỉnh táo gọi 911, nếu là gia đình cảm thấy là trong gia đình mình có người bị những triệu chứng đó cũng gọi 911. Anh Minh có nói hồi nãy, tôi rất đồng ý, đừng gọi bác sĩ gia đình. Thứ nhất á, là mình làm mất thì giờ, thứ hai chưa chắc là bác sĩ gia đình mình đã có sẵn đó để mà trả lời cho mình. Và thứ ba, khi mình đã nghĩ triệu chứng này là sốt rồi nên gọi 911, dạ, và tôi rất đồng ý với anh Bảo là cái này mình cũng hơi hơi không biết là mấy cái xe cứu thương nó có lúc nào cũng chở tới
là cái bệnh viện là stroke center hay là họ có chở đi chỗ khác hay còn không? Em biết cái chuyện này là trong trong cái nhóm trong cái giới EMT người ta biết cái, người đã loan truyền cái tin tức này rồi, nghĩa là nếu như mà đến mà đem bệnh nhân mà có triệu chứng stroke là người ta sẽ đem thẳng tới stroke center. Okay. Nếu như mà gần script thì người đem tới script, mà gần shop thì người đem shop. Tôi cũng xin nói lại chút xíu tại sao cái vấn đề mà chúng nói là đi càng sớm càng tốt là tại sao? Cái bác sĩ Bảo mới nói rất là quan trọng. Cái não mình á, thực sự là nó không có tồn tại lâu. So với tim á, thì não bị tổn thương rất nhanh, nhanh hơn nhiều. Thành ra cái não nếu mà trong vòng tiếng đồng hồ đầu tiên á, mà nếu mà có thuốc lão máu làm tan cái cục máu bầm ở đi đó, thì cái khả năng mà cái não nó sẽ hồi phục lại nó rất là cao. Nó giảm tử vong xuống và nó giảm cái khả năng mình bị tàn tật suốt đời. Cái đó rồi. Là một cái rất quan trọng. Mà như bác sĩ Bảo mới nói đó, thì nên quý vị nên nhớ là khi mà cái não mình á, nó bị nghẽn càng lâu thì cái mức độ mà hủy hại cái những cái tế bào não nó là càng cao hơn, thì khi đó nếu mà cho thuốc loãng máu hay là tan máu bầm vô thì cái khả năng mà bị chảy máu là càng cao hơn nữa. Thì khi đó mà người bác sĩ sẽ có cái kêu là gọi là risk benefit consideration đó, lợi với hại đó. Thì có thể là người ta quyết định là không cho nữa. Thì lúc đó là mình vô nếu mà trễ quá thì cái thuốc nó chỉ làm hại cho mình hơn thôi. Thế thì bây giờ mình nói là người ta thường nói là phòng bệnh hơn chữa bệnh. Thế thì bây giờ bác sĩ Trí xin anh cho biết là có những cái phương cách nào mình phòng bệnh để đừng cái chuyện đó đừng xảy ra. Trước đây thì anh Bảo có nói về vấn đề là phải kiểm soát cái áp suất máu. Thì bây giờ anh Trí đó là về cái phương diện của anh. Anh có ý kiến gì không ạ? Về phương diện y khoa thì có những lý do cao nhất mà làm gây ra stroke á, thì thứ nhất là tuổi tác mà trên 60 thì cái khả năng bị stroke nó rất cao. Thứ hai như bác sĩ Bảo vừa nói mình cũng đồng ý là đối với người Á Đông chúng ta cái lý do mà bị stroke nhiều nhất là vì cao huyết áp. Chúng tôi hồi nãy có nói sơ qua là nếu cao huyết áp cao quá thì nó chảy mạch máu thì cái đó rất nguy hiểm, nhưng mà một cái chảy mạch máu bể ra thật ra nó chỉ có khoảng chừng 13-15% của tất cả stroke thôi. Còn cái số còn lại đa số đó hơn 80-85% là embolization, tức là cái stroke mà vì cái một cục máu đông từ chỗ khác chảy ra chảy tới. Thì mình giải thích chút xíu để mà đồng mọi hiểu như vậy nè. Cái khi mà mình bị cao huyết áp như là bác sĩ Bảo nói là phải đi khám bác sĩ, tại sao cái thời gian bị cao huyết áp càng lâu thì tim mình nó sẽ bị cái gọi là hypertensive disease, tức là cái nhĩ trái nó sẽ càng ngày càng giãn ra. Mà khi nhĩ trái càng ngày càng giãn ra với cái mức độ mà cái thất trái mà nó dày lên á, thì cái khả năng mà bị cái bệnh gọi là rung nhĩ sẽ càng cao hơn. Mà khi mà rung nhĩ mà cái nhĩ trái nó càng giãn ra đó thì khả năng máu nó đông ở trong cái nhĩ trái là càng cao hơn. Thành ra bệnh cao huyết áp là bệnh rất nguy hiểm. Tôi nhớ là bác sĩ Bảo dùng cái chữ là silent killer hoàn toàn đúng. Tôi nhớ hồi xưa có những đồng nghiệp tôi thấy là vấn đề cao huyết áp nó không quan trọng, đến bây giờ tôi không hiểu tại sao. Tôi nghĩ là vấn đề bị cao huyết áp là cái bệnh nguy hiểm nghèo hạng nhất. Thứ nhì á, đối với các bậc nam nhi Việt Nam mình á, mình có câu là nam vô tử như kỳ vô phong, nhưng mà tôi cũng xin có một ý kiến nhỏ là tôi về vấn đề mà y khoa và nói á, thì tôi thấy bệnh rung nhĩ vì rượu rất là cao trong cộng đồng Việt Nam, nhất là trong các nam giới. Mà cái số bị stroke vì lý do đó cũng rất cao. Thật ra xin quý vị nếu mà mình nghĩ là nam vô tử như kỳ vô phong á, thì mình cũng gió nhẹ nhẹ một chút xíu. cũng bớt số rượu lại. Rồi, nếu mà lần sau mà quý vị mới nói vô đó thì phải quý vị phải giảm bớt chút xíu để có vô nhiều quá. Thế còn cái lý do nữa là thuốc lá là cái vấn đề của người Việt Nam. Hút thuốc lá cũng là quan trọng. Tại vì hút thuốc lá nó sẽ làm mình cái động mạch mình nó cứng lại và nó gây ra bệnh. Một cái mình chưa nói nữa là anh chị mình nên nhắc thêm, có thể có nhiều người cần phải nhắc nhở là không nên xài methamphetamine hoặc cocaine là drug, là drug, những cái thuốc đó là càng nguy hiểm hơn nữa. Hoàn toàn đồng ý. Hoàn toàn đồng ý. Tại vì nhất là trong cái vấn đề là ở trong trường học, những trường trung học và đại học bây giờ, cái số mà thanh niên mà dùng những cái thuốc như là methamphetamine ở trong cái nghề của tôi á, gặp rất nhiều bệnh nhân nam hoặc nữ chỉ trong cái khoảng 40 tuổi tim thật là suy. Suy kinh khủng mà không có bệnh gì khác hết. Chỉ có một bệnh là xài thuốc methamphetamine hay cocaine. Thì nếu mà mấy các em nếu mà có nghe được ngày hôm nay
đừng bao giờ đụng vô thứ đó. Yeah. Nó là cái cửa tử vong. Yeah. Ok, thì tôi nghĩ rằng là cảm ơn bác sĩ, hai bác sĩ Bảo và bác sĩ Trí đã đóng góp cho chúng ta rất là nhiều điều quý giá ngày hôm nay. Một cách tổng quát thì tôi xin nhắc lại một lần nữa, tức là cái chuyện mà stroke nó xảy ra rất nhiều ở trong cộng đồng người Mỹ cũng như cộng đồng người Á Đông của chúng ta, cụ thể là người Việt của chúng ta. Theo thống kê cho thấy là cứ trong vòng 40 giây đồng hồ là có một cái trường hợp stroke. Và trong năm vừa rồi là có 800 ca trường hợp bị stroke. 800.000 ca bị stroke trong vòng năm vừa rồi. Và thực sự ra phụ nữ bị nhiều hơn là đàn ông. Đây là mình nói chung trong cái cộng đồng người Mỹ, tức là khoảng là trên 45, trên quá 55%, xin lỗi, 55% là người phụ nữ. Tức là khoảng 400, gần 500 ngàn đúng, người là phụ nữ. Đó cũng là một phần là tại vì phụ nữ sống lâu hơn đàn ông. Right. Mà cái stroke risk đó, tức là cái khả năng bị stroke càng ngày càng cao hơn. Yeah. Thật ra đối với những người mà từ 70 tuổi trở lên đó là càng cao hơn nữa. Đúng. Mà đàn ông thường thường là chết 7 năm trước khi đàn bà. Không biết lý do tại sao chứ. Thật ra cái đó một phần mình là phải yếu, chúng ta là phải yếu. Cái điều nữa là chúng tôi muốn nói rằng là đừng có tưởng rằng là người Việt Nam chúng ta khỏe hơn người bản xứ. Đúng. Thực sự ra người Việt Nam chúng ta hay có cái cảm có cảm nghĩ như vậy, nhưng thực sự ra chúng ta yếu hơn họ rất là nhiều. Cái thống kê cho thấy mặc dù rằng là chỉ có khoảng 3% những người bị stroke là người Á Châu hoặc là người Việt Nam, nhưng mà cái gọi là cái phần trăm càng ngày càng tăng. Dạ. Là vì lý do là người bản xứ họ càng ngày họ ăn uống càng khỏe mạnh, họ tập thể dục càng tốt. Người Việt Nam chúng ta gần như là 70% không bao giờ tập thể dục và chúng ta ăn uống cũng bừa bãi lắm, cho nên cái gọi là cái hiện tượng stroke nó càng ngày càng tăng trong cộng đồng của người Việt chúng ta. Đó là chuyện chúng ta cần phải lưu ý, đúng không? Hoàn toàn đồng ý. Như vậy thì theo tôi nghĩ rằng là cái chương trình ngày hôm nay chúng ta rất là quý giá cho quý đồng bào quý vị, nên nhớ những cái chuyện rằng là cái quan trọng nữa là trở lại cái chuyện ngăn ngừa cái chuyện đó xảy ra. Hai bác sĩ đã nói về cái chuyện thuốc lá, về xì ke, ma túy này nọ. Thế thì còn cái chuyện mà gọi là ăn uống như thế nào và tập thể dục như thế nào thưa anh? Cái việc ăn uống á, thì cái người Việt Nam mình á, mình dùng muối hơi nhiều. Tôi nghĩ là vì cái kinh tế của mình hồi xưa, cái gì cũng bỏ nước mắm, cũng nước mắm cũng xì dầu. Thì chính tôi cũng ăn nước mắm, cũng ăn xì dầu. Thầm là mình ở Việt Nam không ăn nước mắm, không biết ăn gì bây giờ, nhưng mà chỉ có cái là mình phải bớt cái số lượng xuống, bớt cái lượng muối xuống. Nếu mà kho thì đừng kho mặn. Mà quý vị nhớ cái nữa, có người nói tôi ăn lạc nhưng mà ăn rất nhiều, như là tôi nấu canh lạc lắm nhưng mà tôi canh lớn thì cũng cái lượng muối cũng nhiều vậy. Thành ra phải để ý là nó là cái số lượng muối mà mình thâu nhập vô cơ thể mình mỗi ngày. Chứ không phải là lạc với mặn. Rồi có nhiều người tôi nói là đừng ăn mặn, thì nghĩ là không, bác sĩ tôi không ăn mặn tại vì tôi không ăn thịt, tôi chỉ ăn đồ chay thôi. Nhưng mà đồ chay mình thì nhiều khi là mặn, mặn đây là muối chứ không phải là mặn đây là thịt. Rồi kiêng cữ bớt mỡ, thì phải nhớ mình càng bớt đường, chất tinh bột. Tại vì sao? Mình mập ra để tăng cái khả năng bị tiểu đường. Mà cái tiểu đường là một trong những cái số risk rất là cao. Và cái anh Minh muốn nói nữa là nên mình phải năng tập thể dục. Mình tập thể dục đây không phải là không cần phải làm gì mạnh nhiều, nhưng mà phải ít nhất phải đi bộ chẳng hạn. Cái chuyện dễ dàng nhất là đi bộ. Một ngày nên đi bộ cỡ chừng 45 tới 1 tiếng đồng hồ. Hồi xưa là mình hay nói với bệnh nhân là nên tập thể dục một tuần 3 lần. Nhưng mà bây giờ người ta khuyên là nên tập một tuần tới 5 lần. Mà một lần tới 45 phút hoặc tới 1 tiếng đồng hồ lần. Cái đó là rất là quan trọng, là tại vì nó làm cho cái động mạch mình nó không cứng lại, nó dẻo đi thì dễ nó cái áp suất nó càng xuống xuống lại. Khi mà anh tập thể dục đều á thì anh nhiều khi không cần phải uống nhiều thuốc tăng sống. Nó rất là quan trọng. Vâng, thưa quý vị, chương trình cũng đã khá đầy đủ. Tuy nhiên, chúng tôi nếu quý vị muốn thêm biết thêm chi tiết thì chúng tôi có viết một bài báo về gọi là đột quỵ não, có đăng trên website của bác sĩ Hồ Ngọc Minh.com. Quý vị có thể tới đọc để tìm hiểu thêm. Tuy nhiên, ngày hôm nay một lần nữa xin cảm ơn hai bác sĩ Nguyễn Thần Trí và bác sĩ Lưu Quốc Bảo đã đến với chương trình của chúng ta. Chúng ta hy vọng rằng là hai bác sĩ sẽ tiếp tục đóng góp chúng ta những cái đề tài khác rất là quan trọng cho cộng đồng người Việt chúng ta trong tương lai. Xin cảm ơn hai anh. Cảm ơn mình nhiều. Xin cảm ơn mình với lại xin cảm ơn Việt Nam TV.